Nhân gian người ta hay lầm lẫn hai cái ngày lễ. Một ngày gọi là xá tội vong nhân, một cái ngày gọi là Vu Lan báo hiếu. Hai cái ngày này nó cùng đều xuất hiện trong một cái ngày rằm tháng 7, và nó đều xuất phát từ cái nguồn gốc đạo Phật. Nhưng cái ý nghĩa và cái cách tổ chức nghi thức nó khác nhau. Cái ngày xá tội vong nhân á, nó có tính cách nhân gian nhiều hơn. Tại vì người nhân gian người ta tin rằng á, ngày này nè, tháng này nè, là ở dưới cửa, dưới địa ngục á, nó kêu là gì? Quỷ môn quan. Môn quan là cái cửa. Cái cửa của quỷ, cái cửa của ma, cái ngày nó mở ra. Cho nên quỷ ma lên trên này nhiều lắm, lên trên này để xá tội mà. Ngày đó là ngày free, ngày release. Rồi thì tất cả đều được lên trên này hết. Cho nên sợ họ, cho nên bắt đầu phải làm lễ cúng, mua bánh, mua kẹo, mua cháo, mua đủ thứ hết. Rồi mua giấy tiền bằng bạc đốt. Mà ở ngoài Bắc là cái ngày lễ này là làm lớn lắm. Người Bắc gọi là hóa vàng. Hóa là đốt á. Đi mua vàng bạc đốt, đi mua nhà cửa xe hơi đốt. Có nhiều người cái lễ này họ tốn bạc tỷ, bạc triệu, mà cộng cái tiền đốt giấy vàng bạc ở Việt Nam á, một năm cộng lên không biết nhiêu tỷ nhiêu triệu, có nói nhiều số quá mình không biết, nhưng mà nhiều lắm. Thì cái lễ xá tội vong nhân này là thuộc nhân gian, nhưng mà cũng xuất phát cái nguồn gốc là họ tin rằng cái ngày này là ở dưới địa ngục ta mở cửa tha tội nhân. Rồi tội nhân được lên trên này, rồi quỷ sứ được lên trên này, rồi mình cúng để họ phù hộ cho mình, họ không có hại mình. Và cái lễ này thường ta làm ngoài sân á. Ta đang kiếm mấy cái ngã tư, gốc ngã tư ta đốt ta cúng. Còn cái lễ Vu Lan á, nó được thực hiện ở trong chùa. Và cái lễ Vu Lan được tổ chức ở trong chùa một cách trang nghiêm. Và trong cái lễ này nói lên cái đạo lý là hiếu thảo. Cái đạo lý của xá tội vong nhân là cúng cho quỷ ma để họ phù hộ mình. Còn cái đạo lý của lễ Vu Lan là gì? Là chúng ta tưởng nhớ công ơn cha mẹ, sư trưởng, những người mà có ơn trong cuộc đời này đối với chúng ta, mà đặc biệt nhất là cha mẹ, ông bà tổ tiên. Cho nên cái ngày này trong chùa tổ chức tụng kinh cầu an cho cha mẹ nếu còn sống, thân quyến còn sống, cầu siêu cho cha mẹ, ông bà, thân quyến khi đã mất. Và cái ngày này đặc biệt Phật giáo Việt Nam còn có thêm một cái lễ phối hợp trong cái ngày lễ Vu Lan này, đó là lễ cài hoa hồng. Quý vị nhớ là lễ cài hoa hồng không có trong tất cả các truyền thống đạo Phật khác. Cài hoa hồng chỉ có trong Phật giáo Việt Nam thôi. Và cái người đề xướng cái nghi lễ cài hoa hồng này là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Ngài đã đề xướng cái ý nghĩa cài hoa, và Ngài đã viết lên cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo. Và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã dựa vào cái ý đó mà viết lên nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo. Thí dụ như những cái câu mà trong cái bản nhạc đó đều là cái ý từ cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Và trong cái khúc, cái đoạn cuối của cái bài Bông Hồng Cài Áo đó: chiều nay đi học về, mẹ đang ngồi may vá, anh hãy dừng kim chỉ lại, nhìn mẹ và nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết gì không? Mẹ sẽ hỏi rằng: biết gì hở con? Anh nói với mẹ rằng: biết là con thương mẹ lắm không? Đó là cái lời ở trong cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo, mà nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã lấy cái ý đó để viết thành cái bản nhạc Bông Hồng Cài Áo. Và chỉ cái Bông Hồng Cài Áo, cái truyền thống đó, nó có trong Phật giáo Việt Nam. Và hai cái ngày chúng ta thường nói: tháng 6 buôn nhãn bán trăm,
tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Và Pháp Hòa muốn làm rõ để cho đại chúng biết rằng cái ngày xá tội vong nhân là cái ngày lễ của nhân gian. Và cái ý nghĩa là cúng cho những người quỷ, những người cô hồn mà vừa được thả từ dưới địa ngục. Còn cái ngày Vu Lan báo hiếu là truyền thống đạo Phật bắt nguồn từ ngày Mục Kiền Liên, theo cái tích truyện ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ. Và từ đó cái ngày lễ đó được lan truyền và tất cả chúng ta đều tổ chức cái lễ này. Và trong cái dịp lễ Vu Lan này chúng ta hành phước rất là nhiều, cúng dường trai tăng cho các vị xuất gia này, làm mà từ thiện bố thí cho người nghèo, cúng cô hồn, cúng thí cho các loại cô hồn. Cho nên cái ngày lễ Vu Lan rất đặc biệt, là chúng ta tưởng nhớ rải tình thương của mình đến cho tất cả người sống người chết. Và thưa đại chúng, trong cuộc đời này nếu chúng ta không mở lòng hoan hỷ, tạm gọi là xá tội đó, thì có lẽ ai cũng là tội nhân hết. Ngồi đây mà ai chưa bao giờ làm lỗi, và đặc biệt là lỗi với cha mẹ. Chưa một người nào mà dám nói tôi chưa bao giờ lỡ lầm. Nhiều khi mình vô tình cũng có, nhiều khi mình cố ý cũng có, nhiều khi mình giận tức, mình nói những cái câu nói, mình hành xử những cái điều mà làm cho người khác buồn. Như vậy thì chúng ta trong cuộc sống này, chúng ta cần có một ý niệm tha thứ. Nói theo nhà Phật là hỷ xả, nói theo văn chương thế gian là tha thứ bao dung, nói theo chữ nghĩa tù tội là xá tội. Vậy thì cái ý nghĩa xá tội này cũng không có xấu. Nhưng mà thay vì chúng ta chỉ cúng để gọi là cúng cho quỷ ma, thì chúng ta hãy biến cái ý nghĩa xá tội này thành một pháp tu, thành một ý niệm đẹp để chúng ta sống trong cuộc đời này. Đó là chúng ta sống mà luôn luôn biết hỷ xả, tha thứ, bao dung cho người khác. Bây giờ muốn hỷ xả tha thứ cho họ, mình làm cái gì? Có nhiều cách. Một là mình hãy quán tới cái đẹp của họ, để mình thương cái đẹp đó cái mình quên cái xấu. Thường thường á, người nào mình ghét á, không phải tự nhiên đâu, phải có một lần thương rồi mới có một lần ghét. Mà hãy thương nhiều chừng nào lúc đó mới ghét cay đắng chừng đó. Cho nên tại sao thương? Vì họ có cái này dễ thương nè, có cái này nè, họ làm cho mình rất nhiều điều mình thương. Nhưng mà rồi có một ngày làm có một lần thôi là mình ghét tới giờ. Như vậy thì chúng ta thấy cái tâm niệm của chúng ta sống rất hẹp. 1000 điều họ làm mình thương, nhưng mà chỉ cần một điều họ làm mình giận thôi là mình sẽ giận họ cho tới đời, trọn đời. Và thậm chí mình nói trọn đời này tôi không bao giờ tha thứ. Mình còn tuyên bố sống để giả chết đem theo, rất anh hùng. Cho nên người Mỹ họ có câu á, if you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forgets. Mình làm rất nhiều điều tốt không ai nhớ đâu, nhưng mà nếu mình làm một điều xấu chẳng ai quên. Hình như là vậy. Nè, bằng chứng nè, lên chùa đọc kinh mỗi tuần, bài kệ có 4 câu thôi mà thuộc còn không hết. Nhưng mà nếu chỉ cần người kia nói xấu mình một câu, nhớ không sai một chữ, thậm chí còn nhớ nó đứng đâu nó nói nữa, thậm chí bữa đó nó mặc cái gì nữa. Vậy thì mình thấy cái tâm thức của mình quả thật là một cái địa ngục. Nếu mà cái cửa địa ngục này mở toang ra thì nghĩa là tội nhân mình chứa hết. Mà nếu cửa địa ngục này mở ra thì tội nhân mình xả được. Cho nên địa ngục ở đâu? Địa ngục ở trong tâm mình.
Kinh Địa Tạng xác định địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Trong kinh định nghĩa chữ địa ngục, địa ngục là gì? Địa là tối tăm sâu thẳm. Ngục là gì? Là dày chắc sự cố chấp. Dày chắc sự cố chấp, sống đen, sống sâu thẳm trong cố chấp, đó là địa ngục. Kinh điển định nghĩa chữ địa ngục có 6 nghĩa. Một là khả yểm, đáng sợ, đáng chán. Hai, khổ cụ, khổ đầy đủ cái khổ. Thử thời coi, mình ghét cái người đó coi, nó đi mình cũng thấy ghét, nó ngồi mình cũng thấy ghét, nó ăn cũng thấy ghét. Tới hồi mình thương nó tụng kinh nghe thấy hay ghê. Mà tới hồi mình ghét nó rồi, cái tụng dở mà tụng mãi lớn. Tới hồi mình ghét rồi là cái gì mình thấy ghét. Mà người Việt Nam mình nói thương ai thương cả đường đi, phải không? Mà mình thương nó rồi á, phải không? Mình ghét nó rồi á, mình thấy cái tròn nó cũng thành ra méo. Cho nên á, mình thương nhau á thì cao 6 bổ 3, ghét nhau rồi cao 6 bổ ra làm 10, phân ra. Cái khi mình thương người đó rồi á, mình thu gom. Thí dụ cái người đó có cái lỗi nhẹ nhẹ, ôi kệ nó mà, nít mà, thôi kệ nó mà, nó chưa có hiểu mà. Tới hồi mà mình ghét nó rồi, bắt đầu mình chi chẻ ra, nít gì nít, nít quỷ, nít gì. Tức là khi mà mình ghét rồi là bắt đầu mình chia chẻ, mình chi tiết lắm. Để chi? Để có cái cớ để mình ghét. Mà thưa đại chúng, những cái lúc đó là mình phải biết mình đang sống trong tâm niệm của địa ngục. Tại vì lúc đó là khổ cụ. Thấy cái gì cái người đó, cái chỗ nào người đó là khả yểm, là đáng chán. Khổ cụ là đầy đủ khổ cụ. Bất lạc là không vui. Bất lạc là không vui. Có bao giờ mình ghét người đó, mình gặp người đó mình vui bao giờ? Mà khi mà mình thương người đó rồi á, mà người đó không, thậm chí mình thương rồi á, mình ăn cơm lấy cái bóp dằn lên để ăn lát cho người đó ngồi gần. Đi tụng kinh là dành chỗ bế bên cho người đó ngồi. Làm gì cũng có cái ghế cho người đó hết á. Mà tới hồi mà không thích rồi, họ mới vừa xà xuống ngồi, nói tôi bận tôi qua chỗ kia ngồi, là mình biểu lộ. Cho nên vô gián địa ngục là gì? Là không dừng sự khổ. Tiếng Phạn gọi là A Tỳ, tiếng Hán dịch là vô gián. Cho nên A Tỳ địa ngục, vô gián địa ngục là một chỗ đó. Nhưng mà hãy nói A Tỳ là nói tiếng Phạn, đừng nói nô tỳ nha, A Tỳ. Chữ A là không, không dừng sự khổ, gọi là A Tỳ. Tiếng Hán dịch là vô gián, nghĩa là không bao giờ gián đoạn sự khổ. Mà bây giờ nếu mình buồn coi, ăn cũng rầu, ngủ cũng không ngủ được, làm cái gì cái khổ nó liên tiên ngày này qua ngày kia, đó là vô gián rồi chứ gì nữa. Vô gián địa ngục. Cho nên á, cái tâm niệm buông xả là cần có đối với tất cả chúng ta, không luận là Phật tử. Ai sống ở đời muốn thảnh thơi nhẹ nhàng thì người đó phải buông. Cho nên trong chùa mới có cái chuông nè, buông, bên kia bóc, bỏ. Cái mỏ là bỏ, cái chuông là buông. Cho nên suốt ngày cứ buông bỏ, mà mình cứ thấy hệ ai bỏ bỏ tôi hốt, ai buông buông tôi lượm. Cho nên rồi mình lượm, mình nhặt, mình hốt, mình cất, mình giấu, mình che, mình khóa. Nhưng mà ngược lại nó cũng có những cái trừ như là buông, bỏ, dục, quăng, ném, liện, đôi. Đôi là tiếng Huế đó, không thích là đôi đó đi. Rồi trong tiếng của mình là dục, bỏ, quăng, liện, vứt, đôi. Thiếu gì chữ thì mình xài. Cho nên vào chùa học bỏ buông. Học bỏ buông là chuông với mỏ. Mỏ là bỏ, chuông là buông. Buông, bỏ, rồi bỏ, buông. Mỏ, chuông, mỏ giao nhau. Mà hãy buông nhiều nào thì mình nhẹ. Nhưng mà cái chữ buông đó là gì?
là không phải đợi gom rồi mới buông cũng được. Nhưng hơi cực. Cái chữ xả của nhà Phật á, nó có cái hay chỗ này nè. Ngay cái giây phút nó phát hiện, xả liền tại chỗ đó. Pháp Hòa ví dụ như là mình ăn trái sầu riêng, mở muối sầu riêng ra ăn sống muối sầu riêng rồi, thì mình biết rằng cái vỏ sầu riêng này bỏ, nhưng mà tiếc cái mùi, thôi để một xe chở đi một vòng ngửi đã đời chịu hết nổi rồi, dừng xe lại bỏ. Nhưng mà bỏ xong rồi á thì cái gì nó còn không xe? Cái mùi nó còn. Phải nãy ăn rồi bỏ đi cho nó khỏe, phải không? Thì cái xả của nhà Phật nó vậy đó. Cái chữ xả của cái chữ từ bi hỷ xả đó, xả là gì? Tiếng Anh dịch là letting go. Thì cái chữ xả là ngay cái giây phút nó vừa đến với mình mà mình nhận ra nó là negative, nó là cái không phải để mình giữ, là bỏ liền chứ đừng ôm. Ôm rồi mà bỏ nó cũng được, nhưng mà cực, nặng hơn chút rồi, mất sức khỏe hết 2 ngày rồi. Thật ra ngay lúc đó mình buông, thì quý vị phải hiểu cái chữ xả cho nó sâu chỗ đó. Còn cái chuyện mà người ta đợi mình ôm ấp rồi người ta kêu mình bỏ đó, mình cũng tiếc lắm, mình quăng từ từ. Xả từ từ. Còn ngay cái giây phút mình thấy nó không hợp rồi, xả liền, xả. Vậy thì từ bi hỷ xả, thì cái chữ xả nghĩa sâu sắc là đừng chấp. Nhớ ha, chữ xả của cái nghĩa của nó là đừng chấp, đừng vướng, thì ngay đó xả. Còn mình chấp vướng rồi mà xả thì cũng không sao, nhưng mà hơi cực. Hơi cực. Và thưa đại chúng là quý vị nhớ là hễ cái gì còn vướng là cái đó nó kẹt. Xin lỗi là bây giờ mình ăn một hột mè nó dính trong cái kẽ răng thôi cũng đã thấy khó chịu rồi, huống chi là nguyên một cái chuyện tày trời nó nằm trong bụng. Mà ngộ một cái là mình ăn không tiêu, uống cho nó tiêu. Mua đầu mình uống xá xị cho nó tiêu, không được rồi uống thuốc. Nghĩa là mình biết là bụng ăn không tiêu là tìm mọi cách cho nó tiêu, mà cái đó nó cần tiêu mà không cho nó tiêu. Cho nên thường thưa đại chúng, cái chỗ đó Phật gọi là gì biết không? Cái chỗ đó Phật gọi là vô minh. Vô minh là không có sáng. Mà Phật nói cái chữ khác nữa là si mê. Si mê là gì? Thường thường mình hiểu đơn giản là cái người đó đó ôm ấp một hình bóng mà người ta không thương, kêu si tình. Chữ si mê nghĩa của nó là gì? Không thấy được lẽ thật là mê, là si, chứ không có gì hết. Ví dụ như là hai chú tiểu ngồi cãi lộn với nhau. Một chú nói tôi đố thầy, tôi đố huynh, cái gió nó làm cho cái cờ phất phơ. Ông kia nói không, cái cờ nó phất phơ. Tức là một bên nói tại gió, một bên nói tại cờ. Cãi suốt. Lục Tổ Huệ Năng đi ngang. Lục Tổ nói, mà cái tiếng các vị đó nói, tôi đố huynh là gió động hay là cờ động. Nghĩa là gió nó động hay là cái cờ nó động. Hai vị cãi, bên nói gió, bên nói cờ. Lục Tổ Huệ Năng đi ngang, lúc đó còn là cư sĩ, chưa có phải được ấn chứng làm tổ, được xuất gia gì hết, còn hình tướng tóc tai của một cư sĩ. Ngài đi ngang, ngài nói không phải cờ động, cũng không phải gió động, mà tại tâm hai nhân giả động. Thì lúc đó Hòa Thượng Ấn Tông đứng ở góc, nghe một ông cư sĩ nói câu đó, ngài biết ông là không phải người thường, very special man. Ngài Ấn Tông tới, tôi nghe nói y bác của Lục Tổ, xin lỗi, tôi nghe nói y bác của Ngũ Tổ đã truyền cho một người, chẳng hay có phải là nhân giả chăng?
Lúc đó lục tổ nhận rồi, nhưng mà đâu có phải như mình, như ta đây chứ ai. Chắp tay lại, không dám, không dám. Cái chữ không dám là một hình thức nhận, nhưng mà nhận rất khiêm cung, chả dám, chả dám. Lúc đó theo luật, lục tổ được ấn, được làm tổ, nhưng mà chưa làm người xuất gia, vẫn phải quỳ xuống cho ngài Ấn Tông làm lễ xuất gia, cạo tóc, truyền giới đàng hoàng. Sau khi truyền giới đúng luật pháp rồi, Ấn Tông bước xuống, thỉnh lục tổ bước lên. Bây giờ chúng con là đệ tử, thỉnh tổ nói pháp. Thì ở đây Pháp Hòa muốn kể là câu chuyện đó, nó hơi dài dài cho đại chúng nghe hấp dẫn. Nhưng mà cái chính là nói là gì? Khi chúng ta không thấy được cái nhân do, vì gió thổi một cái vật có cái nhẹ như tấm vải, cho nên mình thấy nó phất phơ. Thấy cái tướng phất phơ của cây cờ, không phải tự cây cờ nó phất, mà do cái duyên gió thổi rồi nó có. Và nếu gió có mà không có cái gì nhẹ để nó hiện cái tướng phất phơ thì không ai nhận ra cái tướng gió. Và nhờ cái tấm vải phất phơ cho nên mình nhận ra được cái tướng của cái gió qua cây cờ. Và nếu cây cờ nằm đó mà không có gió thì không thấy được cây cờ phất phơ, thì cây cờ không thể biểu lộ được cái cây cờ. Như vậy trong cuộc sống này, cái này có nhờ cái kia có, cái này sinh nhờ cái kia sinh, chứ không phải tự cái gì mà nó có được. Dặn gân lên cãi, gió hay là cờ thì có phải là mê không? Mà mê thì gọi là gì? Là si mê. Mà si mê nhà Phật gọi là gì? Là chấp. Mà khi mà vướng cái đó thì chưa gọi là người xả. Bây giờ hôm nay lễ Vu Lan, chúng ta nói đến cái lễ xá tội vong nhân, thì chúng ta hãy mang cái ý nghĩa xá tội này bằng cách nào? Chúng ta hãy lấy cái quán chiếu để thấy rõ bản chất của mọi thứ chẳng qua là do mình chấp, chứ thật ra nó có cái gì quá đáng để mình chấp đâu. Thí dụ như lỡ nó nói có nhiều đứa nhỏ nó không hiểu, tại mình hay mắng nó con lì quá, nó không nghe, nó đâu có hiểu cái chữ đó chỉ được xài cho người lơ, người nhỏ. Bữa nào nói sao ba lì quá, con nói ba không nghe. Cái mình giận nó, mình giận mình đứa con đó, mình nói nó hổn, mình hận nó suốt đời. Nhưng mà thật sự ra mình phải hiểu lý do nào nó nói câu đó là gì. Nó đâu phải là một cái người sanh trưởng ở Việt Nam, mà nó hiểu cái nghĩa đó là cái gì và được dùng với ai. Nó chỉ biết rằng xưa nay mỗi lần nó làm cái gì không nghe là mình nói nó lì, thì nó nghĩ chữ lì là cái chữ để áp dụng cho trường hợp là nói không biết nghe gọi là lì. Tại sao mình lại giận nó? Khi mình hiểu ra được rồi thì sao? Hết chấp. Mà hết chấp thì gọi là xả, mà xả gọi là nhẹ, nhẹ gọi là bái, mà bái gọi là giải thoát. Cho nên quý vị nhìn cây nhang, cái gì bay lên? Khói. Cái gì rớt xuống? Trò, tàn. Vậy thì hễ trong tâm mình nặng nề thì mình rớt, mà trong tâm mình thảnh thơi như làn khói thì mình bay đi. Vậy thì bây giờ bay, thăng hay giáng là do mình, phải không? Thăng là lên, giáng là xuống. Vậy thăng hay giáng, siêu hay đọa là do mình. Thôi vậy thôi, lễ Vu Lan mình học cái nghĩa đó để mình tự cứu mình, tự cứu người, mà giúp cho người hết khổ gọi là Vu Lan báo hiếu. Giúp cho người hết được cái khổ. Nhiều khi mình nói nặng người ta ăn chén cơm mình mà người ta khóc. Người ta ăn chén cơm mình mà người ta khóc. Có một đứa nhỏ con trai bảo lãnh mẹ qua, dẫn bạn về nhà, bày ăn hoài, bắt bà già vừa nấu vừa rửa. Bữa nọ bà già nói con ơi con nói bạn con nó phụ má rửa chén, má làm xong má mệt quá mà vừa nấu vừa rửa. Nó nói má đừng có nói nhiều, má đừng có quên đó, cái giấy vô đích của má cũng của con á. Chỉ một câu nói đó thôi mà mỗi lần mà bà già đi vô trong nhà vệ sinh xé cái giấy đi cầu là ngồi khóc. Bây giờ nhớ cái câu đó.
Thì quý vị mới thấy là một câu nói mà chúng ta nói nó không có quán chiếu soi rọi sẽ làm cho người khác khổ hơn ở địa ngục. Vậy thì chúng ta đang sống sờ sờ đây mà tâm niệm mình như ở địa ngục. Địa ngục đâu có phải ở lòng đất, địa ngục ở ngay nơi tâm địa của mình. Mà hễ cái tâm địa mình mà mở ra rồi thì mình sẽ nói những lời dễ thương. Tâm địa mình mà đóng lại rồi mình nói toàn là cửa địa ngục. Rồi chúc đại chúng có một mùa Vu Lan an lạc và sẽ nhận ra chúng ta cần xá tội vong nhân. Nếu mà trách người nào là tội nhân thì hầu như người này ngồi đây không ai là không phải là tội nhân. Quý vị có biết Diêm Vương cũng là tội nhân không? Trong kinh nói ông Diêm Vương là ông vua của cõi địa ngục đúng không? Nhưng mà ổng cũng là tội nhân đó. Nhưng mà ổng có cái nguyện, ổng có cái thề là ổng phải trị tội cái người đó. Cho nên đúng cái giờ đó ổng được lên làm Diêm Vương. Nhưng mà hết cái giờ đó rồi ổng phải trở về làm tội nhân. Cho nên đừng có ham làm Diêm Vương. Đừng có phán xét ai hết á. Tại vì phán xét xong rồi mình cũng chính là người chịu những cái khổ đau đó. Ý nghĩa nó là vậy đó. Chúc đại chúng an lạc, mùa Vu Lan hạnh phúc. Mô Phật, cho con hỏi Phật tử tại gia có nên cúng cô hồn vào ngày 14 không ạ? Hình như ở đây nó cũng có một câu tương tự như vậy đó. Tại gia có nên cúng cô hồn vào rằm cuối tháng? Dạ thưa, cái vấn đề nên không nên thì không sao. Có vấn đề là chúng ta có thể giữ cúng được như vậy thường xuyên hay không. Thì ông bà chúng ta thường hay nói là thờ phượng thì dễ, giữ lễ mới khó. Ví dụ như nếu mình quy định một năm mình cúng cô hồn một lần, hai lần ở tại cái khu vực mình ở thì mình giữ như vậy. Còn nếu mình cúng mỗi rằm hay là mỗi 30, mùng 1 gì đó mà chúng ta không cúng thường xuyên thì không nên. Vì cái gì chúng ta tập thành một cái lễ thì chúng ta phải giữ. Cho nên nếu mà mình muốn cái đó nó không có ràng buộc mình, ở cái này không có ai bắt buộc. Vì đa số cái việc thực hiện cúng cô hồn là dành cho các chùa. Còn ở nhiếu tư gia Phật tử mà có khả năng thì, hoặc là thời giờ có phương tiện thì mình làm. Không thì mình nên để một năm một hai lần thôi, để mình không có bị mắc cái lỗi là chúng ta khi làm khi không. Mình nên suy nghĩ kỹ trước khi mình làm. Còn không thì một năm mình cúng một hoặc là hai lần, tệ lắm thì cũng phải một lần. Tại vì sao? Tại vì cái cúng đó, đó không phải là một sự mê tín, mà nó nói lên được cái tâm biết ơn. Khi chúng ta ở đâu, ở nơi chốn đó, đất trời ở nơi đó, thiên nhiên ở nơi đó đã cho chúng ta được một những cái ngày tháng sống yên bình. Thì thí dụ như trên mặt đất này, chúng ta cất một căn nhà lên. Bây giờ là một căn nhà mình đang ở, có thể hàng mấy trăm năm trước ở nơi này là một cái nghĩa trang, mình không biết được. Hoặc là có thể là nhà của ai đó, rồi do nhiều lần gia đình người ta không còn người nữa thì đất đai này nó thuộc của chính phủ, rồi mình mới mua lại hay như thế nào đó mình ở. Thì trên cái phương diện tri ơn, biết ơn và thể hiện cái lòng biết ơn mình, một năm mình cúng một lần là cũng đã quý. Cho nên hàng năm người Việt mình có cái lễ cúng đất đai. Thật ra cái chữ đất đai đó, nói cho đúng là chữ đất đây. Đất đây nè, đất ở đây nè, chứ không phải đất đai. Mình nói riết nó thành trại thành cái chữ đất đai, chứ đúng ra là mình phải đọc là đất đây, tức là đất này chúng ta đang ở. Rồi ví dụ như mình tới một cái, mình mua vô, mình tới một cái chỗ nào hàng xóm mình mới tới, mình cũng phải làm quen với những người hàng xóm. Rồi nếu mà mình có những cái làm việc gì mà có thể ồn ào hàng xóm thì mình cũng phải qua nói với họ tiếp. Ở Việt Nam cũng vậy, ở xứ Mỹ cũng vậy. Có những ngôi chùa mà ở khu vực dân cư thì khi mà lễ lọc là phải chạy tới nhà người ta nói. Tại sao? Không thôi là người ta phiền mình. Tại vì mình đậu xe, mình làm ồn ở những khu vực nhà của người ta, mà nhất là những cái lúc ngày thường. Cho nên mình làm việc gì mình tới mình xin, mình nói người ta tiếng, ta hoan hỉ ngay, người ta không làm khó mình.
Sở dĩ mà người ta phiền hà, người ta khó mình là tại ngay lúc đầu mình thiếu cái tinh thần tế nhị đó. Thật ra ở trong kinh Địa Tạng nói nó cũng có cái lý lắm, thấy không? Con đi trải qua những cái nhà gọi là gì, giữ nhiều mà lành ít, nhớ không? Nhớ mấy câu đó trong kinh không? Tới cái những cái nhà mà giữ nhiều lành ít mà muốn hộ cho họ cũng khó nữa, tại vì họ không có cái duyên phước để mình được độ cho họ. Ví dụ như giờ mình muốn nói lời lành cho họ nghe mà họ không nghe, họ nói tôi bận lắm, tôi bận nhậu, tôi bận làm này làm kia, họ đâu có chịu để ý mà họ nghe. Cho nên cái việc mà mình làm một cái việc gì mà chúng ta cúng, nó không, cái vấn đề là chúng ta làm với cái tinh thần gì. Còn nếu chúng ta làm với cái tinh thần mê tín, không hiểu biết, thì chúng ta sẽ bị vướng vào đó. Còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta hiểu cái việc chúng ta đang làm, chúng ta ý thức được việc chúng ta làm, và chúng ta có thổi vào trong cái việc làm của chúng ta có đưa vào cái việc làm chúng ta những cái nội dung rất đẹp, thì cái việc làm nó không hề mê tín. Cái điều này Pháp Hòa nói hoài việc đó vậy đó. Giống như mình lại Phật hay là mình tụng kinh vậy đó. Không phải là Phật nghe hay là Phật chứng cái lễ đó cho mình, nhưng mà đó là chúng ta đang thực tập một sự trở về, mà hình ảnh Đức Phật là một biểu tượng. Cho nên quý vị muốn cúng thì cứ cúng, nhưng mà nhớ là nếu mình đã muốn thì phải giữ làm. Còn không thì cứ 5 lần 2 lần tạ ơn. Như người Việt mình đầu năm hay cuối năm tạ ơn đất trời. Thậm chí rồi mỗi đến cái mùa Trung Thu, sau một cái mùa gặt hái, chúng ta cũng cảm tạ đất trời, thiên nhiên đã ưu đãi chúng ta, để cho chúng ta có được những cái nguồn nước hay là những cái mảnh đất để chúng ta trồng trọt. Năm đó mình trúng mùa thì gia đình mình được hạnh phúc, an vui nhờ cái đời sống đó. Câu hỏi kế: trước hết cho con chúc sức khỏe thầy. Mấy ngày nay trong tâm con có một thắc mắc, giống như con với mấy người bạn con sống chung, nấu ăn thường ngày con tự nấu ăn chung, đi chợ con cũng đi, xong về con cũng nấu. Nhưng mấy mùa dịch này con cũng làm như vậy, con cũng nấu ăn chung, và thậm chí con còn xuất tiền ra đi chợ trước, ai có tiền thì trả lại con. Nhưng có một người bạn không trả lại tiền đi chợ cho con. Con không trách nhưng con buồn, vì người bạn đó có tiền đi đánh bài, đi ăn nhậu, vậy mà không có tiền trả lại cho con, nên con tức và con không nấu ăn cho bạn đó nữa. Và thưa thầy, hành động của con như vậy có gọi là ích kỷ không? Xin thầy cho con biết, nếu hành động đó là ích kỷ thì con sẽ bỏ ngay hành động đó. Cảm ơn vị Phật tử này rất là thành thật. Dạ thưa, thì thật sự ra thì cũng không phải là ích kỷ. Thì trong cuộc sống thì mình có đôi lúc mình có những cái bất đồng. Khi mình thấy nó có một cái gì đó không có công bằng trong cuộc sống, thà là người bạn đó không có tiền đi, rồi người bạn đó mình đi chợ mình nấu ăn cho bạn đó mình không buồn, đằng này bạn đó có tiền mà không có chi mà lại bắt mình như vậy. Thì trước khi mình làm như vậy đó thì sao mình không có rõ ràng đi, mình đi chợ về thì đã là sống chung chia tiền mà, thì mình cứ rõ ràng. Bạn kỳ này đi chợ 100 thì mỗi người mình 20-30 chi đó, thì bạn đó gửi vô cho mình. Tức là mình khoan trách, vì mình có thể là mình chưa có nói vấn đề tiền bạc cho nó rõ ràng, thì người kia nghĩ là mình khoản đãi, hoặc là người kia lờ, được nhiêu thì lờ. Còn nếu như mà mình, hay là bình thường, lúc bình thường bạn này vẫn đi chơi, vẫn bình thường, không có nạn dịch gì hết, mình vẫn nấu ăn cho mọi người, mình không có vấn đề gì khó khăn. Mà bây giờ thì mình lại có khó khăn là tại vì mình bất đồng. Trong khi đó mọi người cũng nghỉ làm, ai cũng không có đi làm, mà tại sao là như vậy? Cho nên để trước khi mình xác định mình có phải ích kỷ hay không,
hay là mình có những cái đối xử nó kỳ cục hơn, chẳng hạn như là không thèm nấu nữa, vân vân, thì mình nên một lần sòng phẳng. Còn nếu như người bạn kia vẫn không, thì chừng đó mình có cách giải quyết nào đó, thì tùy theo cái hoàn cảnh sống của mình. Ích kỷ là khi nào mình có khả năng, người kia không có, mà mình ganh tị, mình không có nấu hay mình không có giúp, thì cái đó cũng có thể có một phần. Còn ở đằng này là mọi việc nó rất là rõ ràng, người đó cũng có khả năng, nhưng có lẽ là mình chưa sòng phẳng, cho nên rồi mình lại đem cái phiền về cho mình. Thì sống chung thì cũng không phải là vấn đề tiền bạc không, mà ngay cả trong vấn đề mình chia sớt với nhau, trong vấn đề dọn dẹp nhà cửa hay vân vân, để mọi người không có phiền. Cái gì cũng vậy hết. Vợ chồng mà đôi khi vợ làm hoài mà chồng không làm gì, mà nếu người vợ mà chưa có nhịn nhục đủ là có thể cũng phiền hà đó. Tại sao tôi làm quá trời mà anh không làm gì hết, huống chi mình chỉ là những người bạn sống chung. Cái đó chỉ là những cái bình thường trong cuộc sống. Khi chúng ta thấy một cái gì nó không có được công bằng, thì chúng tự nhiên nội tâm của chúng ta, cái nội kết mình nó phải nổi lên, và chúng ta thường có thái độ và có lời nói. Còn nếu mà mình khoan, hãy có những lời nói, những thái độ gắt gỏng hay là thẳng thắn, và chúng ta nên có những cái giải quyết cho nó rõ ràng, để không có làm phiền mình. Có nhiều khi mình không làm thì ta nói tại sao đi chợ về không nói rõ tiền bạc, thì người ta cũng trách ngược lại mình. Cho nên mình nên rõ ràng trước khi mình có những cái thái độ khác. Con ở Contra Costa County, 51 tuổi, chưa quy y Phật bao giờ. Con mới nghe thầy giảng trên YouTube và online trên Facebook. Con hiểu và thích nghe. Con ăn chay trường được 2 năm, thỉnh thoảng cũng có một vài ngày ăn mặn. Con xin thầy duy trì lịch giảng hiện tại trên online sau khi hết dịch để con được tự học. Kính bạch thầy, gửi đường link kinh sách tụng hàng ngày. Con muốn quy y Phật, Pháp Tăng thì con phải làm gì, học gì? Kính xin thầy chỉ. Thưa thì nếu như mình muốn trở thành một Phật tử, dĩ nhiên là cái bước đầu tiên nhất cho một người Phật tử là chúng ta cần phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Cô có thể lên mạng search, tìm Tam Quy Ngũ Giới để mình đọc qua cho biết. Rồi nếu ở gần nơi mình có những ngôi chùa nào, có những vị thầy nào mà mình có cái sự cảm mến, có sự tu hành, thì chúng ta xin vào đó để nương tựa Tam Bảo. Còn những cái bài học căn bản thì dĩ nhiên là Phật tử sau khi mình thọ giới quy y rồi, thì ở trên phương diện thực tập thì chúng ta tập ăn chay, tập tụng kinh niệm Phật hay là ngồi thiền. Còn những bộ sách mà chúng ta đọc, đó là bộ Phật Học Phổ Thông hay là Bước Đầu Học Phật hay là Trái Tim Của Bụt, vân vân. Quý vị có thể đọc cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, bởi vì cái quyển này vừa nói lên cuộc đời của Đức Phật và những bài thuyết pháp căn bản nhất, những bài giáo lý căn bản, những cái tinh yếu về Đạo Phật nó đều nằm ở trong cái quyển Đường Xưa Mây Trắng hết. Cho nên cái quyển Đường Xưa Mây Trắng, sư ông viết có một cái sự nghiên cứu giữa kinh điển Bắc truyền và Nam truyền rất là sâu sắc, phối hợp để tạo thành một cái quyển Đường Xưa Mây Trắng rất hay. Cho nên đại chúng ai chưa đọc nên đọc cái bộ đó. Và bây giờ người ta cũng đã để trên mạng rồi, quý vị có thể nghe cái bộ đó cũng được. Ngay cả bộ Phật Học Phổ Thông cũng đã đọc sẵn trên mạng rồi, quý vị nên tìm nghe. Ngoài ra Hòa Thượng Thanh Từ có một quyển là Bước Đầu Học Phật hay là Chìa Khóa Học Phật, quý vị cũng có thể đọc quyển đó. Hay là quý vị có thể đọc quyển Phật Pháp Khái Luận. Những quyển đó rất hay, vì những quyển đó là những cái đề tài rất căn bản cho người Phật tử khi mới bắt đầu vào đạo. Ví dụ như là thế nào là đạo Phật, tại sao phải ăn chay, tại sao phải niệm Phật, tụng kinh, trì chú, thờ Phật, lạy Phật, đi chùa, sám hối, vân vân. Ngay cả đạo lý nhân quả, duyên sinh, tất cả những giáo lý đó nó đều nằm ở trong những bộ đó. Tuy nói là giáo lý căn bản, nhưng có thể nói là thật sự rất là quan trọng.
Tại vì nếu chúng ta muốn hiểu đạo Phật, muốn học Phật Pháp mà chúng ta chưa hiểu được những cái đạo lý căn bản đó thì chúng ta rất khó mà đi vào những cái bài giảng khác. Vì đó là cái nền tảng căn bản rất cần thiết của một người Phật tử. Cho nên Pháp Hòa cũng khuyên khích đại chúng, ai chưa đọc những quyển đó thì nên tìm đọc. Và những quyển này theo Pháp Hòa được biết là đều đã được đọc thành những cái audio ở trên YouTube, quý vị có thể tìm nghe. Thứ kế là niệm Phật có hóa giải tình duyên lận đận không? Tại vì mình sống á, mình cứ nhắm vô có một duyên à, cho nên là duyên này là duyên nam nữ, cho nên mình mới khổ. Chứ thật sự trong cuộc đời này chúng ta có rất nhiều duyên, ví dụ như duyên Phật Pháp, duyên bạn đạo, duyên tu hành, rất là nhiều duyên. Tại sao mình không thấy ai khổ với mấy cái duyên? Không ai mà khổ nói trời ơi sao con khổ quá, con không có duyên với Phật Pháp. Hình như ít có ai mà rên vậy lắm nha. Mà mình thấy mà người nào mà bị kiếm bồ hoài, kiếm không được, cái tự nhiên mình cho đó là cái duyên lận đận, phải không? Thật sự trong cuộc sống này ai cũng có duyên với mình, mỗi người chúng ta có rất nhiều cái duyên. Có nhiều khi mình không có duyên với cái tình cảm nam nữ, bù lại thì mình lại có duyên với sự tu hành Phật Pháp. Thì mình cứ nhẹ nhàng trong cái việc này đi thì tự nhiên việc nó sẽ tới thôi. Ngày hôm qua gì có một cái vị gọi lên đây, chắc hôm nay hồi trưa này, thì cái cô này cũng gọi, cũng mới kể là chắc thầy không nhớ con đâu, tại vì mấy năm trước con có tới đây, con gặp khó khăn trong việc giấy tờ, người thân bảo lãnh, thì con có nhờ thầy, thầy nói thiệt sự thầy cũng không biết ai để mà giới thiệu làm mai gì hết, nhưng mà thầy có nói với con là cứ việc lên chùa tu tập làm công quả đi thì cái duyên nó đến. Mà không ngờ đúng như vậy. Rồi trải qua những cái bao lần thì cuối cùng bây giờ cuộc sống cũng ổn. Thì ở đây cũng vậy, nhiều khi mình niệm Phật á, mình cứ nghĩ là mình niệm Phật để được cái duyên đó, thành thử ra cái hồi cái mình không được cái mình buồn. Thành thử là tại sao mình không niệm Phật một cách bình thường thôi, niệm Phật để cho tâm mình an, tâm mình tịnh. Mà khi tâm mình an, tâm mình tịnh rồi tự nhiên người mình nó cũng đẹp ra, nó dễ thương ra, thì tự nhiên nhiều cái nó chuyển cái duyên đó. Còn nhiều khi mình cứ chú tâm vô cái đó quá thì nhiều khi mình cái duyên nó mới tới cái mình nhào vô mình chụp cái làm cho người ta phản ứng, người ta dị ứng, người ta thấy mình hơi hấp tấp làm sao đó. Cho nên cứ nhẹ nhàng, mình muốn được mọi cái duyên thì chúng ta phải biết sắp xếp các duyên. Cũng giống như mình muốn nồi cơm nó chín thì chỉ không phải chỉ là cái nồi cơm đó không, mà chúng ta phải để ý tới củi lửa, chúng ta còn phải để ý nhiều vấn đề khác để nồi cơm nó có thể chín. Chứ còn mình gấp gấp cái mình làm cái thật sự cơm không chín. Cũng giống như hồi nhỏ Pháp Hòa nấu cơm vậy đó, cứ mỗi lần mà nước cơm sôi lên đó, là mình phải chắc cơm, chắc cái nước á. Thì nó có hai, một á, là mình phải chắc để cơm nó mới chín, hai á, là mình lấy lại cái tô nước cơm đó để mình làm gì. Mình làm canh mình ăn, nghèo mà. Thành tử ra mà hồi nhỏ không biết mắc cái gì mà không có lấy hai cái miếng dẻ mà mình chắc cái nồi, lấy hai chiếc đũa chọt vô cái quai vậy nè, lật lên một cái thì cái nồi nó chổng lên. Mà ngày mai vẫn không kinh nghiệm, cũng làm như thế nữa, phải không? Bây giờ thỉnh thoảng mà nhớ là cái cách hồi nhỏ mình nấu cơm của mình tức cười vậy đó. Thì khi mình làm việc gì á, mình nhắm cái đó là một rồi, nhưng muốn được cái chỗ đó nó phải bắt đầu từ đây nè. Chứ đừng có nhắm cái chỗ đó cái chạy cái ào cái té. Thử ra niệm Phật có thể hóa được các duyên. Nếu mà duyên nào không lành lận đận là sao, phải nói may quá, còn chưa nhào vô cái người này cũng thật khổ rồi, thấy không? Thành nói nhờ cái lận đận đó mà mình rút khỏi kịp, tại vì cái duyên của mình là phải từ từ. Cho nên đừng có gấp, cứ lo tu tập nhẹ nhàng rồi khi mọi việc nó sẽ đến. Bên cạnh đó, mình không có duyên giữa tình cảm nam nữ thì mình còn rất nhiều những cái duyên xung quanh của mình.
nó đẹp hơn, nó làm cho mình an lạc hơn mà không có khổ sở. Nhiều khi con cá ngoài lờ đó, nó đổi hoe, đỏ hoe đôi mắt. Con cá trong lờ nó đỏ hoe đôi mắt, con cá ngoài lờ nó lúc lắc muốn vô. Con có nghe sư giảng là nếu ăn mặn thì đời sau sẽ không được tái sinh làm người hả thầy? Cái này em không biết ạ. Thật sự ra cái đó nó cũng chưa hẳn đâu. Bởi vì nếu mình nói như vậy á, thì không lẽ tất cả những người mà người ta đạo khác hay là những người Phật giáo nguyên thủy đều không được làm người sao? Cái được tái sinh làm người hay không, không phải ở chỗ cái vấn đề ăn mặn, ăn chay, mà nó còn nhiều cái yếu tố mà quan trọng nhất là cái nội tâm sống của mình. Thấy không? Ví dụ như mình ở bên Tây Tạng đi, mình muốn ăn chay cũng không được, là vì không có rau, không có trồng trọt được, thì buộc lòng mình phải ăn thịt cá. Rồi không lẽ các vị đó ăn thịt cá như vậy là kiếp sau các thầy Tây Tạng, dân Tây Tạng trở lại không được làm người sao? Không phải. Mình nhớ là một cái nghiệp gì nó thành đó, nó cũng phải do nhiều cái duyên do yếu tố, chứ không phải là một vấn đề. Mà cái vấn đề là chúng ta, cái nghiệp lớn nhất của con người chúng ta là gì? Là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, xì ke ma túy. Cái nghiệp đó nó đủ năm cái yếu tố nghiệp nặng đó, nó mới làm cho chúng ta bị thọ báo nặng hơn. Còn trên phương diện sát sinh là vậy nè, mình đừng có giết người, hay là mình đừng có giết những con vật mà làm vui. Thí dụ như mình ăn, bây giờ thí dụ mình chưa ăn chay được đi, mình ăn mặn, nhưng mình nên tập ăn cái gì nó hiền lành thôi. Ví dụ như những con mà nó chết người ta bán nè, hay là những con gì mà xã hội người ta đang chấp nhận cho con người mình ăn. Chứ mình ăn chi gọi là tươi ngon cái gì, một cái con cá nó đang sống mình về mình đập cái đầu nó. Tại vì khi mình đập đầu nó là cái tâm mình khởi, nắm nó, cái hình thái mình phải nắm nó, rồi tay mình phải đập nó, nội cái hành động là nó hung dữ, và cái tâm mình phải khởi. Cho nên mình ăn một con cá sống hay là một con gà sống, một con vịt sống, là trong trước khi cái con vật đó chết là một quá trình ác. Nó nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ nói đơn thuần là ăn mặn cái là kiếp sau được làm người. Nói vậy nó chưa có thấu đáo được cái đạo lý nhân quả. Mà chúng ta phải nhớ rằng, ví dụ như có những người ăn chay nhưng mà tâm địa rất độc, tâm địa rất độc, mặc dù đời sống hàng ngày miệng vẫn ăn chay, nhưng mà nói ra lời nào cũng là dao gươm, và tâm địa sống rất là xấu. Cái đó nó mới đưa người đó đi tới cái chỗ xấu, chứ không phải do họ ăn chay mà ăn mặn đâu. Thành thử ra thưa đại chúng là ở trên phương diện khuyến khích mọi người ăn chay thì có thể mình nói, nhưng mà nếu mà đứng trên cái chung đạo lý nhân quả để mà tái sinh hay là thọ sinh về những cõi nào đó, nó còn nhiều cái vấn đề nữa. Mà quan trọng nhất là gốc rễ, hôm qua mình học đó, gốc rễ của bất thiện pháp là gì? Là tham, là sân, là si mê. Mà cái gốc rễ của thiện pháp là gì? Là vô sân, vô tham và chánh kiến. Đó là cái gốc rễ để đưa mình đi tới cái chỗ tu tập thiện pháp. Trên phương diện mình khuyên người ta ăn chay thì có thể tạm, nhưng mà nếu mà nói là xác định như vậy thì chưa phải. Tại vì đạo lý nhân quả nó không phải là như vậy. Cái mà chúng ta thọ sinh nó không phải đơn giản như vậy. Bạch thầy, cho con hỏi, người xuất gia có được mua nhà riêng không? Nhà riêng là private house. Thì tùy theo cái nhà riêng. Nếu ví dụ như ngoài chùa mình có cái nhà kế bên, mình mua cái nhà đó cho chúng ở hay cho sử dụng cho chùa thì không sao hết. Còn nếu như người xuất gia mình mua sắm một cái gì mà có tính cách riêng biệt cho cá nhân mình thì cái đó không nên.
Vì cái đó không phải là tự tiền của mình, mà tiền gì mà của bá tánh, của những người người ta ủng hộ cho Tam Bảo, thì chúng ta nên sử dụng đúng cho Tam Bảo. Thật ra thì trước hết là cho bản thân mình, tất cả những cái gì là cũng tự mình, tạo cái phước của mình mà tạo cái lỗi của mình. Thành thử ra người xuất gia, đã xuất gia thì mình ở chùa, còn mình mua sắm cái gì thì nếu mình vì một cái Tam Bảo mình làm thì không sao. Hoặc là thậm chí ví dụ bây giờ mình mua một cái thất thì như là một cái nhà riêng rồi, thì cái thất đó là để mình tịnh dưỡng, nhưng mà thủy chung cái thất đó cũng không phải của mình, chẳng qua là mình mua cho tăng chúng, hết đời mình thì người khác sử dụng cái đó, chứ không phải là nói thôi tôi sắp chết rồi tôi bán cái này để không thôi mai mốt rồi tiền của tôi bị mất hết thế này thế kia, thì cái đó không phải. Mình có thể làm một cái thất, làm một cái am gì đó để mình nhập thất, mình tịnh tu, rồi hết đời mình thì trao lại cho người khác thì được. Chứ còn nếu cái nhà đó là của riêng tư của mình, rồi mình đứng chủ quyền, rồi mai mốt mình bán buôn đổi chác, coi như là không có dính dáng gì tới chùa hết, thì không nên, vì nó không đúng cái tinh thần của người xuất gia. Thầy ơi, kiếm tiền được từ nghề giết mổ heo gà hoặc đánh bắt cá đem cúng dường Tam Bảo, vậy có công đức không? Thưa đại chúng, là những người người ta đi chài cá bắt tôm, những người làm ở trong những cái lò sát sinh, tất cả những vị đó không hề có ý là đi làm những nghề này để kiếm tiền cúng dường Tam Bảo, không có. Các vị này vì cái nghề, vì cuộc sống. Nhưng mà các vị này khởi một cái tâm lành hơn, thay vì làm những cái tiền của đó ra cực khổ, chỉ một bề phung phí hay là sử dụng cho gia đình, cho bản thân, nhưng các vị biết trích cái đó ra để cúng dường Tam Bảo. Đây là cái phần trích do các vị đó có khả năng cúng dường hướng với Tam Bảo. Chứ các vị này không phải đi làm kiếm tiền chỉ vì mục đích là cúng dường Tam Bảo. Hai cái này nó khác ạ. Thật sự là nếu mà chúng ta nói rằng á, các vị này không hề có công đức gì hết, nói vậy không được. Tại vì các vị này đi làm để cho sự sống chung của gia đình của người ta. Chẳng qua là người ta là một Phật tử, người ta hoặc là người ta biết hướng thiện một chút, người ta làm từ thiện, thì mình phải nhận cái đó. Cái việc làm đó của người ta là mình chỉ ghi nhận cái việc làm, nhưng mà cái việc nào làm thiện người ta làm được, mình cứ ghi nhận. Mình nói như vậy á, thì mình cũng cắt luôn cái con đường làm thiện của các vị đó, thì coi như các vị đó không có cơ hội để sống thiện và đưa cái tiền đó vào trong cái một cái mục nào đó thánh thiện. Cho nên ở đây thứ nhất, Tam Bảo không suối, nói con đi làm nghề đó đi, đi kiếm tiền về cúng cho chùa. Thứ nhất, Tam Bảo cũng không suối. Thứ hai, họ đi làm cũng không vì mục đích làm việc đó, cho nên không thể đem cái việc này mà nói là xác định là họ không có phước. Cái thứ hai, có những người làm ăn chân chánh, không hề đụng vô những cái việc gọi là sát sinh, nhưng người ta cũng đâu biết làm phước đâu. Còn các vị này, người ta chẳng qua là người ta có cái phần dư và người ta có một chút tâm lành, thì chúng ta nên tiếp nhận. Không phải vì mình ham nhưng mà mình tiếp nhận để làm gì? Để tạo cho người đó một cái duyên phước gần gũi. Biết đâu cái phước họ đủ đó, thì họ được cái cơ may họ chuyển một cái nghề khác họ làm thì đỡ khổ cho họ hơn. Cho nên Ngài Ca Diếp đó, ngày xưa Ngài Ca Diếp là không bao giờ xin của người giàu, mà Ngài Ca Diếp chỉ xin của người nghèo thôi. Thậm chí có một hôm, có một bà già đó, bà đi xin được một cái chén nước đồ ăn của người ta mà nó thiếu rồi, Ngài Ca Diếp tới xin. Thì bà già này mới nói, trời, cái chén nước mà cặn này nó thiếu rồi mà làm sao Ngài uống. Ngài nói, tôi không có xin cái chén này đâu, tôi xin cái nghèo của bà đó. Tại vì á, Ngài có sự tu tập, nếu bà già này phát tâm bố thí, dù chỉ là một chén nước thiêu, cái vấn đề nó thiêu không thiêu, cái đó không sao hết. Cái quan trọng là tâm có biết bố thí không? Tâm có biết bố thí không? Thời có những người, người ta rất nhiều tiền, tiền của người ta
dưới con mắt của mình là họ làm chân chánh đó, không có dính dáng gì tới chuyện gọi là sát sinh hại vật gì cả, nhưng mà họ cũng đâu có biết làm những cái điều thiện đó. Cho nên theo Pháp Hòa, theo ý Pháp Hòa thôi, mình có hai cái nhìn là: một là tam bảo không xúi, hai là các vị này không nhằm mục đích đi làm kiếm tiền cho cái này, phải không? Và cái thứ là các vị vì tâm lành biết trích ra để cúng dường. Chúng ta là người tiếp độ, vì tất cả chúng sanh ai cũng có khả năng làm thiện, chỉ cần người đó phát tâm thiện. Dù cái đồng tiền đó có thể nó chưa có gọi là thanh tịnh như mình nghĩ, nhưng cũng cứ tiếp nhận để làm những cái việc phước điền, tạo cái phước hồi hướng cho người đó. Như ngài Ca Diếp uống cái chén nước thiêu của bà già đó để chi? Để bà có phước để kiếp sau bà hết nghèo. Đó là cái quan niệm của ngài Ca Diếp. Ngài không phải đến để mà vì cái người cần ngài, nhưng mà ngược lại, ngài tu Bồ Đề thì nói: trời ơi, người ta đã nghèo muốn chết, còn thầy còn tới thì ngài xin của người ta nữa. Ngài tu Bồ Đề thì kiên ngôn đi xin của người giàu, tại vì ngài quan niệm người ta giàu ta có ta cho. Còn ngài Ca Diếp nói đó: tại vì thầy xin của người giàu, cho nên rồi người giàu họ có được tạo cái phước thì họ thêm phước, còn trong đó những người nghèo này mình không đến xin thì họ không được cái cơ hội họ tạo phước đó. Thì theo cái ý Pháp Hòa là như vậy. Chúng ta nên có một cái nhìn thông cảm trên mọi cái việc làm của mọi người xung quanh mình. Để làm gì? Để mình có thể đem người ta tới gần mình và không thấy, người ta không cảm thấy thôi tôi giờ tôi xa với mấy vị đó lắm, tôi thấp bé dưới này, các vị cao ráo lắm. Mình không nên như vậy. Làm sao để mọi người cảm thấy là mình có tu cao cỡ nào nhưng mà mình cũng rất gần với các vị. Và chính như vậy đó mới đúng cái tinh thần của Đạo Phật, là mình lân bẩn gần gũi. Không? Thí dụ như Đức Phật cũng không hề từ chối người gánh phân, hay là nhận là như là ngài Ương Quật Ma La giết người, tất cả đều được ôm ấp. Thì ở đây cái vị mà người ta có những việc làm, thật ra đâu phải không muốn đâu, vì trong cuộc sống mà mình phải làm mới có sống chứ. Cho nên mình nên thông cảm hơn và nên chấp nhận các vị này trên mọi cái phương diện hộ trì. Dù làm từ thiện cũng không sao hết, đỡ hơn là các vị không làm. Nếu mình từ chối nói không, tôi không nhận tiền này bất tịnh. Rồi bây giờ thí dụ thôi, bây giờ người ta chài tôm, chài cá, người ta làm trong đó, đi cuộc sống mà cái sinh hoạt của xã hội nó vậy rồi. Nhưng mà những người người ta làm xì ke, bán xì ke ma túy đó làm sao? Mình đâu có biết được, phải không? Thậm chí mình không biết họ làm nghề gì nữa. Rồi họ đem cúng thì phải nhận thôi, họ làm từ thiện thì phải làm thôi. Chứ không lẽ nói tiền này ở đâu ra, có bất tịnh không? Không, cũng khó. Cho nên đó là ý riêng của Pháp Hòa thôi. Thì chỉ mong đại chúng là chúng ta học Phật thì chúng ta có một cái nhìn cho nó bao dung, để mình ôm ấp được tất cả mọi người trong xã hội, dù bất cứ người đó là ai. Con có câu hỏi. Dạ thưa thầy, con có được biết thì công đức điêu khắc tạo tượng Phật rất lớn, vậy người tạo tượng thiện ác, tức là nửa mặt quỷ nửa mặt Phật, có công đức hay không? Dạ, kính thưa đại chúng, là ở trong cái hình ảnh của Đạo Phật á, thì không có cái hình ảnh là nửa mặt người, nửa mặt quỷ, nửa mặt Phật. Có thể đây là những cái tác phẩm mà người ta gọi là nghệ thuật. Người ta tạo những tác phẩm này nhằm để làm những cái hình mẫu cho những người đi xăm mình. Tại vì bây giờ có khuynh hướng là đi xăm mình là nửa người, nửa quỷ, nửa Phật, nửa ma gì đó. Thì theo Pháp Hòa thì mình tôn trọng nghệ thuật. Tuy nhiên, các vị làm nghệ thuật cũng nên tôn trọng những hình ảnh thiêng liêng của đạo giáo. Không nên dùng những hình ảnh đó phối hợp với những cái hình ảnh mà các vị cho là một cái hình ảnh nghệ thuật gì đó. Thí dụ các vị có thể in bất cứ cái hình gì, nhưng đừng in những cái hình ảnh của các vị Phật, các vị Bồ Tát trên thân thể của mình.
Đức Phật không hề bắt tội ai hết, nhưng ngay việc làm đó mình bị tổn cái phước thôi. Nhớ nha, giữa tội với phước, dù người kia không bắt tội mình, nhưng mà cái cách mình đối xử với họ khinh suất thì tự mình đã tổn phước. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như một cái người lớn tuổi mình hỗn với họ, có thể họ là ông bà nội mình, cha mẹ mình. Cha mẹ không bao giờ bắt tội con, phần lớn nha, luôn luôn muốn tha thứ cho con vì không muốn con mình có tội. Nhưng mà trên cái phương diện ứng xử trong cuộc sống, chúng ta đã tổn phước rồi đó. Vì chúng ta có cái phước có được một cái đời sống văn minh, nhưng mình mà đối xử khinh suất với các bậc trưởng thượng thì tự mình giảm cái phước thôi. Cho nên đó, Phật thì không bắt tội ai, ai có làm gì các ngài cũng bình thường, tại vì các ngài bất động, diệu trạm, tổng trì, bất động tôn. Các ngài hiểu được các pháp thế gian, các ngài hiểu được các pháp thế gian là tổng trì rồi. Cho nên ngài ở, các ngài ở một cái trạng thái trạm nhiên bất động. Và cái định đó gọi là thủ lăng nghiêm đó. Cái định là định thủ lăng nghiêm đó. Định thủ lăng nghiêm là gì? Là cái định viên mãn kiên cố. Định kiên cố của thủ lăng nghiêm đó là tượng trưng cho cái nội lực của tâm. Vương thế hiểu trên đời này hiếm có lắm. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, cho dù mình có trải qua ức kiếp của điên đảo cũng không thể nghĩ bạn. Thì các ngài không có bị chi phối, dù chúng ta sử dụng hình ảnh của các ngài như thế nào. Tuy nhiên, vì những bậc đó là những bậc có đức, có hạnh, thì chúng ta không khéo thì chúng ta tự làm giảm mòn cái phước của mình thôi. Thì ở đây cũng thế, nghệ thuật thì luôn luôn được tôn trọng, nhưng mà mình phải có cái chừng mực của nghệ thuật. Thì không khéo thì người ta lại đánh giá cái khả năng văn hóa, đạo đức, hiểu biết của mình. Cho nên không nên dùng những hình ảnh của Đức Phật. Ở đây cũng vậy, cái câu hỏi là mình biết là tạo tượng Phật thì có phước, vậy thì những người mà tạo nửa mặt nửa người vậy đó thì có phước không? Thì các vị này thì phước thì không có, nhưng mà hay là tội thì không, nhưng mà có thể phước sẽ bị giảm, bởi vì đã không có cái đời sống mà căn bản nhất của con người không có. Ví dụ phải kính trọng. Thí dụ mình giỡn với ai giỡn chứ đâu có thể giỡn những cái chuyện. Mình nói một cái đơn giản thôi, một cái lá cờ của một quốc gia không bao giờ đem xuống, gọi là xin lỗi, may thành những chiếc áo, chiếc quần mình mặc được, vì đó là cái biểu tượng thiêng liêng của một quốc gia. Nếu mình coi thường cái tấm vải đó thì coi như là tâm linh mình không có một cái quốc gia, không có đất nước đó. Mà trong khi đó, tại sao một tấm vải mà chúng ta cúi đầu, chúng ta tôn trọng, mà thử thời bây giờ mà mình đem ra, mình ở những cái quốc gia mà người ta chính quyền người ta khó vậy, mình mà đối xử khinh suất với lại những cái biểu tượng của quốc gia là mình có thể bị ở tù đó, không? Phật giáo thì rất là hiền lành, không có bạo động. Tuy nhiên có phải có tiếng nói, phải có những thái độ, phải có những tiếng nói. Giống như gần đây ở Việt Nam có một cái quán bar đó, đặt tên là Buddha Bar đó, rồi ở trong đó để hình ảnh Phật đó. Mình không có đem người tới đập phá tiệm người ta, mình không làm mấy chuyện đó, nhưng mình phải có tiếng nói. Cho nên là cái đó là cái thái độ của mình. Mình không làm chống bán, nhưng mình phải có thái độ, mình nói lên cái tiếng nói khi mà những cái hình ảnh thiêng liêng không được tôn trọng. Thì các anh chị trẻ thích xăm mình, các anh chị có thể xăm bất cứ gì, nhưng xin đừng có đem hình ảnh Đức Phật. Lỡ khi mắt anh chị còn trẻ mà đời sống thế gian mình còn, thì giữa nam nữ hay vân vân, chúng ta có thể làm cho cái hình ảnh đó không được thanh tịnh, thì tự động đời sống mình nó bị giảm phước.
thì mình có được một cái phước sống ở một cái thời đại mà quá văn minh, có đầy đủ tiền bạc, ăn chơi, muốn làm gì làm, thì mình muốn làm gì đó mình làm, cái đó quyền của mình. Nhưng mà làm gì mình làm thì nếu như mình không có đối xử tốt với bản thân thì bản thân mình sẽ bị bệnh tật. Mình không có tôn trọng ai đó thì người ta cũng sẽ xử mình theo cái cách mình đối với người ta. Nhưng đối với đạo Phật, đạo Phật không có một cái xử ai hết, tất cả đều là do nhân quả xử mình thôi, chứ còn không ai có khả năng xử mình đâu. Thì cái đó là cái luôn luôn là cái tinh thần của Phật giáo. Không ai xử mình qua nhân quả, thì mình đã được cái quả tốt, quả lành của đời này, thì tại sao mình không giữ cái quả đó để mình hưởng cho nó trọn, mình lại đi dục nó ở một cái nơi khô héo làm gì, để cho cái quả nó không được kéo dài để chúng ta được hưởng. Thì đó là sẵn dịp Pháp Hòa có lời, vì gần đây Pháp Hòa thấy một số các vị thậm chí in những cái biểu tượng thì thôi không nói, thí dụ như là hoa sen hay cái gì đó thì thôi, nhưng mà hình ảnh của Đức Phật thì không nên, và đặc biệt nữa là làm một cái hình nửa ma nửa quỷ gì đó vân vân thì không nên. Câu hỏi kế là: cho con hỏi, sao ba con hay nói chuyện lung tung, chửi bậy một mình hoài, hay la vợ con, mà ba con đi bác sĩ khám tâm thần rồi, bác sĩ nói không bị gì cả. Con xin thầy hoan hỷ cho con lời khuyên. Giờ bác sĩ nói không có bệnh thì mình phải, mỗi người trong nhà mình phải là một bác sĩ, bắt mạch ba coi ba bất mãn ai, trong gia đình mình làm những cái gì mà để cho ba phải buồn phiền, mà ba không thể nói được thì ba lại bộc phát bằng những cái cơn sân si chửi bới. Mình phải đi tìm cái nguyên do. Chứ còn em ở tuốt bên này mà em cũng có biết gì về bác đâu mà hỏi em. Còn nếu là chắc muốn nói về coi bác có bị gì không, đúng không? Cái này là chưa nhìn mặt, chưa khám thì chưa biết. Bác sĩ khám chưa ra bệnh mà em chưa thấy, chưa biết gì hết, biết bệnh gì. Tuy nhiên, trước khi chúng ta nói tới cái nghiệp bệnh, có thể quý vị tin là ai dựa, ai nhập gì đó. Trước khi mình tin cái đó, hãy nên thực hiện những cái gần nhất là mình xem lại coi hàng ngày ba chửi từ những nguyên do nào. Đó là phải có một cái lý do nào để làm cho cái cơn sân ông nó nổi lên. Nếu mình biết thì ra gần đây ông già ông bực cái chuyện này chuyện kia, thì là mình đã bắt được cái mạch rồi đó. Không, thành thử ra thí dụ thôi. Tự nhiên á, nhà mình á, cái sinh á, nó bị nước ngập. Bây giờ trước hết là phải làm gì? Mình phải đi tìm coi nước này nó bị bể ở đâu, nó bị lủng ống chỗ nào mà nước nó rỉ ra. Như mình cầm một cái nồi nước, tự nhiên để đây hồi nó rang dũng nước, thì mình biết là cái nồi này có vấn đề. Thì mình phải làm sao tìm cho được cái lỗ mà nó bị lủng đó để chúng ta chữa nó, chứ không phải tự nhiên sắp lại bác chữa giùm tôi cái nồi tự nhiên sao nó lủng. Thì người ta cũng phải làm vậy thôi. Còn nếu mà mình biết ngay cái chỗ đó, mình chỉ cho người ta chữa lẹ hơn. Còn mình không có biết mà nãy thì người ta tính mình thêm thời giờ, là giờ người ta đi tìm cái nồi lủng chỗ nào. Thì nghiệp bệnh đó, nó có 3 loại phải không? Thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Thì có thể quý vị muốn hỏi cái chuyện đó, muốn hỏi là có thể ba con mà tự nhiên sao giờ ông chửi với sùm mà không biết có ai dựa ai nhập gì. Trước khi mình nói chuyện đó đó, thì mình hãy nên trở về mình xem coi thường ngày ba nổi lên giận tức la rầy ở những cái khoảng nào, ở những cái điểm nào mà trong gia đình đã tạo nên, để chúng ta giúp cho ba nó thiết thực hơn, nó thiết thực hơn. Rồi ví dụ mình cứ tin mấy cái vụ này, rồi thậm chí không, ông già cũng không chấp nhận cho ông thầy nào tới hết, mình đi tìm mấy ông thầy mà người ta thích kiếm tiền trên mấy cái câu chuyện này đó, thì mình bị mất tiền mà không được việc, cho uổng lắm. May là hỏi Pháp Hòa đó. Chứ mấy anh chị mà hỏi nhầm một ông thầy mà thích làm tiền đó là mệt rồi đó. Không, cho nên là
trước khi mình định là một cái nghiệp bệnh, có thể là tâm bệnh, có những cái nỗi niềm ở trong lòng. Người già thì hay, lớn tuổi thì sinh tật, nên để ý cái chuyện đó. Ngoài cái chuyện mà mình ấy ra, mình còn phải biết rằng người lớn tuổi thường hay đổi tánh, mà nó đổi tánh theo tùy theo từng cái trạng tuổi. Hoặc là nhiều khi hồi nhỏ thấy con cái mình như thế này, lớn lên nó khác, đời sống nó khác, từ nhiều lúc bực bội mà không nói được, không nói được thì cứ phải phát vạo lên, la ó bất thường. Cho nên các anh chị nên tìm cái gốc rễ này trước đi. Khi mà chúng ta gặp một cái việc gì đó, chúng ta nên trở về để coi cái gốc rễ trước. Khi mà chúng ta cứ la làng lên là sự việc nó là như vậy. Thôi một câu nữa rồi mình nghĩ, những câu nào mà còn sót lại thì xin đại chúng hoan hỷ, Pháp Hòa sẽ giải thích tuần sau, tại vì còn rất nhiều câu hỏi ở đây nha. Có một câu hỏi đây. Câu hỏi của con là: khi má con còn sống nằm một chỗ không nói được luôn đã 3 năm, con về mới đi xuống mẹ Nam Hải, mẹ Nam Hải cầu xin nếu má con còn tuổi thọ thì cho má được mạnh khỏe, còn nếu tuổi thọ đã hết thì xin Phật rước đi cho nhẹ nhàng, đừng để hành xác con, đừng hành xác quá. Con nguyện sẽ cúng tượng Quan Âm ở đó, tức là Nam Hải chắc ở đâu, ở Bạc Liêu hay đâu phải không? Mình không gì Việt Nam mà mình cũng hơi nhớ vậy á. Mấy tháng sau má con mất, xong con không có cúng tượng ở đó. Trong xã gần nhà con có chùa cất lại, em con bảo cúng tượng ở chùa này cũng vậy thôi, ở dưới kia nhiều tượng Quan Âm rồi. Con có đi trở lại mẹ Nam Hải mua trái cây tạ lễ và trình bày. Con đã đặt tượng ở nơi khác. Như vậy con có thất hứa với mẹ Quan Âm Nam Hải không? Tội nghiệp không? Bây giờ trước khi Pháp Hòa trả lời cái này đó, thì chị phải cho Pháp Hòa biết là lúc mà chị thưa với Ngài Quan Âm Nam Hải, Ngài Quan Âm có đồng ý không? Có gật đầu nói được rồi, thôi cúng đâu cũng được không? Thì nếu mà Ngài im lặng, Ngài không nói gì hết, chị đi về bình an tới bữa nay là Ngài ok rồi đó. Ngài nói ở dưới này tôi dư rồi, ở trên kia thiếu thì đạo hữu cứ cúng đi. Không, Ngài Quan Âm im lặng, bằng chứng là Ngài bắt ấn, Ngài vẫn nhìn mình, Ngài nói go ahead, tiếp tục làm thì ok. Thật sự ra thì cái đó là do cái tâm thành của mình. Mình nghĩ mình hứa với Quan Âm chỗ này mà cúng chỗ kia được không? Thật ra Quan Âm chỉ là một thôi, không có hai ba gì hết. Nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện của các ngài mà chúng ta được gọi bằng một cái tên khác nhau. Ví dụ như Đức Quan Âm ở ngoài biển cứu người thì chúng ta gọi đó là Quan Âm Nam Hải. Rồi có một cái người đó họ bị bệnh, họ tới họ xin Đức Quan Âm, Đức Quan Âm đã giúp cho họ hết bệnh, chúng ta gọi là Quan Âm thí dược. Thí dược là cho thuốc. Rồi có nhiều người kia ta sợ quá, ta sợ hãi đủ thứ trong cuộc sống, ta tới ta cầu Đức Quan Âm, Đức Quan Âm cho họ cái năng lực không sợ hãi, thì chúng ta gọi là Quan Âm vô úy. Thật ra cũng là Ngài, nhưng mà tùy theo cái hạnh nguyện cứu khổ mà người ta gọi thôi. Cho nên chị đừng có ngại, đừng có lo. Là mình, thật ra mà nói, mình là một Phật tử, mình phát nguyện xong rồi, trợ duyên chỗ nào thì chúng ta cúng. Nhưng mà cũng có cái hay, trước khi chúng ta làm chúng ta cũng thấy khó chịu ha. Mình hứa chỗ này mà giờ ở chỗ khác, thôi lịch sự lại thương tiếng đi. Hồi xưa con hứa cúng ngài ở đây mà giờ con thấy ngài coi bộ khấm khá quá mà chỗ kia thiếu, thôi cho con xin thỉnh ngài về trên kia, chùa kia thiếu, còn giờ ngài dư quá, ngài không có chỗ đứng nữa, thì thôi con xin thỉnh ngài về trên kia. Cái đó cũng là cái tâm lành. Dạ không sao, nhưng mà yên tâm, mà không có thất hứa gì hết. Mình có làm là được rồi.
Còn như ngày mấy ngày nay có một Phật tử gọi, nói thầy ơi, con hứa hồi đó đi vượt biên á, lúc mà sắp chết á, trời ơi khổ quá rồi, giờ nguyện Quan Âm mà cho con được đến bờ là con cạo đầu, mà 30 năm rồi không có cạo. Mà bây giờ á, là sẵn cái dịp này nè, sẵn cái dịp mà dịch nó hành ở nhà nè, thứ nhất á, là phải ở nhà không đi đâu là đỡ ngại ngùng phải không, thứ hai mà bây giờ có muốn hớt tóc tiệm đâu nữa là hớt, lợi dụng chuyện này mà xuống tóc phải không, thành thử ra cái này là không tính nha. Nhưng mà Paul là hỏi và nói dạ được, hỏi rồi con có cần phải khấn nguyện gì không, nói cô cứ ở nhà của cô đến ngay bằng Phật, ngày trước con gặp nạn con hứa con xuống tóc vậy đó, bây giờ đủ duyên con xin xuống tóc hoàn nguyện, xin Phật chứng minh cho con, rồi lại ba lại nhờ ông Đức Lưng Quần mình ra cạo. Nhờ ông chồng mình ra cạo giùm. Thì thật ra quý vị thấy không, đến nỗi trả nguyện thôi đó mà cũng phải đợi đúng nha nàng. Thứ nhất là tiệm giờ muốn đi hớt tóc không có, để nhà dài quá không được phải không, thôi sẵn kỳ này cạo, mà cạo rồi là không sợ phải ra đường ai cười, rồi cộng thêm là giờ có muốn cũng chẳng tiệm nào, hay quá đúng lúc luôn, vừa tiện lợi được 2-3 thứ nữa không. Thì mình thấy lúc mà mình cần Phật Bồ Tát á, là mình không cần một cái điều kiện nào hết. Mình có điều kiện các ngài là, nhưng mà khi mình trả lại cũng phải có điều kiện, ký sổ ra hoàng. Thì không sao, cái đó cũng là những cái nhiều lúc mình nghe như vậy đó, mình mới thấy thương những cái tâm của chúng sanh mình, và mình sẽ thấy rất thương các Đức Phật và các Bồ Tát, các ngài có cái nguyện. Thì trước khi dứt lời thì Phó Hòa xin cũng nói thêm một chút là đại chúng nhớ là Phật Bồ Tát khi các ngài phát nguyện, các ngài có 2 thứ nguyện. Một cái gọi là nguyện chung, một cái rồi là nguyện riêng. Nguyện chung ví dụ như đó là rộng độ khắp chúng sanh, các ngài không có một cái biệt nguyện nào hết. Nhưng mà có những vị có những cái biệt nguyện, có những cái nguyện riêng, như ai? Như Phật Dược Sư có 12 nguyện riêng của ngài. Như Đức Quan Âm có 12 nguyện riêng của ngài. Như Địa Tạng Bồ Tát, nguyện riêng của ngài là ở dưới địa ngục để cứu độ chúng sanh. Còn như nguyện chung là như thế nào? Mình không nói riêng một cái gì hết, mình nói sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vì những câu đó là cái nguyện chung. Hay chúng sanh nào khổ thì mình độ. Còn đối với các ví dụ Đức Phật Di Đà có 48 nguyện riêng của ngài. Thì mỗi một Đức Phật hay là vị Phật nào có những cái nguyện đó riêng của các ngài thì chúng ta gọi là nguyện riêng. Còn có những vị nói những cái lời nguyện chung thì chúng ta gọi là nguyện chung, tức là không có biệt riêng một cái biệt nguyện nào. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng tất cả Phật Bồ Tát các ngài đều sống và hạnh phúc theo cái bản nguyện của mình. Nhờ vậy cho nên các ngài không hề đau khổ, thỉnh thoảng đau khổ mà không có đau khổ. Pháp Hòa cảm thấy bây giờ làm ở nhà mình làm việc nhiều hơn. Một ngày phải ra với chúng gần như là coi như là 4 lần, là 2 thời kinh rồi 2 thời sinh hoạt Phật pháp, coi như là 7 ngày liên tiếp không có ngày nào nghỉ hết. Nhưng mà Pháp Hòa không buồn khổ gì hết, Pháp Hòa rất là vui, là tại vì Pháp Hòa thấy rằng cái nguyện của mình làm được gì cho Phật pháp thì mình hết lòng mình làm. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng chắc Phật Bồ Tát cũng đã chứng cho cái nguyện của mình hay sao, thì nó cũng khiến ở nhà mà không được nghỉ, vẫn phải làm việc. Và hơn nữa luôn luôn tự thấy là mình có cái trách nhiệm, có cái bổn phận để hướng dẫn các thầy, các cô mà đang có duyên tu học với mình. Vì vậy mà chúng ta mới có cái duyên gặp nhau.